À Bảo, qua đây. Chủ nhân có để dành canh cho? Cô kêu cô qua đây, cô còn rửa nữa hả? Chủ nhân, cô đừng có nói nữa. Lúc trước cô đâu có như vậy. Tôi kêu cô làm gì thì cô làm ngay. Bây giờ cô muốn gì? Biết lỗi rồi hả? Không dám nói nữa sao? Cách đây 7 giây chủ nhân nói cô đừng nói nữa. Sốc lắm. Ra ngoài thức tỉnh cho tôi đi. Làm gì ở đây vậy? Cô giận hả? Chủ nhân, A Bảo là người máy, không có tâm trạng gì. Đâu có, cô giận thiệt mà. Cô đã xoay 180 độ rồi. Nè, gương mặt này là gương mặt giận đó. Chắc chắn là linh kiện trục trặc ảnh hưởng biểu cảm trên mặt. Không thể nào. Nếu như linh kiện trục trặc, canh cô nấu đâu thể nào ngon tới như vậy. Chủ nhân, gần đây nước tiểu của chủ nhân có màu vàng đậm, toàn là mùi tanh. A Bảo phân tích được anh có dấu hiệu suy thận nên nấu canh hoài sơn đắng xong cho anh uống. Suy thận cái gì chứ, ăn nói lung tung. Sao trình tôi đi tiểu vậy? Chủ nhân đi tiểu suốt ngày văng lung tung, lúc A Bảo chà toilet thấy vết nước tiểu. Vậy thì tôi tin cô thật sự bị linh kiện trục trặc rồi đó. Người suy thận không phải là tôi, người tiểu lung tung cũng không phải là tôi, đó là ba của tôi đó. Cả hai người đều bị, cũng may ông chủ uống ba chén, có lẽ tình trạng có cải thiện. Uống ba chén, tôi chỉ uống một chén thôi. A Bảo cố tình để dành một phít cho anh mang tới công ty. Vậy thì được. Còn nói là không có tâm trạng nữa, cười kìa. Nụ cười sẽ lây nhiễm cho nhau, A Bảo chỉ bị ảnh hưởng bởi nụ cười của anh thôi. Nhiều khi tôi thật sự tưởng đâu cô là người thiệt đó. Bất thình lình quên mất cô là người máy. Hôm nay còn hỏi cô dùng băng vệ sinh hiệu gì nữa chứ. Hôm nay chủ nhân có thuận lợi không? Hơi thuận lợi một chút thôi. Tức là tôi cảm thấy chị Đa có một chút hơi yêu tôi á. Vậy anh có yêu cổ không? Nè, vậy là cô nhiều chuyện rồi đó. Tôi đi ngủ à. Làm gì vậy? Đau bụng. Sao tự nhiên lại bị đau bụng vậy? Đau bụng phụ nữ. Tới tháng hả? Này, không lẽ chị không mang theo hay sao? Chị như nữ anh hùng áo trắng vậy. Này, vậy đi, cầm xe đỡ trước đi. Không lẽ là anh cảm thấy rất tức cười à? Tôi phải làm sao mới giúp được chị đây? Không, tôi mua bàn chải đánh răng thôi. Nhiều loại quá, chọn cái nào đi. Chủ nhân đang gọi. Chủ nhân. À Bảo à, bàn vệ sinh cái nào tốt? Bộ chủ nhân tới tháng sau. Bớt tào lao giùm cái, chị Đa thôi. Chị không mang theo bàn vệ sinh nên đành phải đi mua giùm cho chị. Cái nào tốt vậy? Dựa theo phân tích của dữ liệu lớn, trên thị trường có tổng cộng 72 mẫu băng vệ sinh. A Bảo không thể suy đoán chính xác sở thích của chị Đa. Vì cô thường xài loại nào? Điên khùng, quên mất cô không phải là phụ nữ thật sự. A Bảo đang làm cơm, bận lắm, cúp máy đây. Vậy tức là sao?
Cách tốt nhất là đích thân dùng thử. Dám cướp máy của tôi hả? Gì chứ? Đàn ông mua băng vệ sinh bộ phạm pháp hả? Đàn ông mua băng vệ sinh thì không phạm pháp, nhưng anh chưa tính tiền đã tháo bao bì thì tức là đã phạm pháp. Bây giờ tôi đang tính trả tiền đây nè. Khoan đi đã. Các vị đồng nghiệp xin chú ý, khu A xảy ra hành vi trộm cắp. Một nam công dân quốc tịch Trung Quốc cao khoảng 1m8 đã can tội lấy cắp nhiều băng vệ sinh. Tôi nói là tôi đi trả tiền, có nghe rõ không? Vậy tôi không phải trộm cắp, hiểu chưa? Các vị đồng nghiệp xin chú ý, có một đàn ông vẫn chưa trả tiền đã tháo nhiều băng vệ sinh. Vậy thì sao? Các vị đồng nghiệp xin chú ý, có một đàn ông đang tháo nhiều bao băng vệ sinh. Đừng có mở loa như vậy nữa. Các vị đồng nghiệp xin chú để ý, có một đàn ông đang tháo bao băng vệ sinh. Các vị đồng nghiệp xin chú ý, có một đàn ông đang tháo. Alo, chị đã, chị ở đâu vậy? Đang ở trong toilet đó. Có phải anh mua rồi không? Tôi mua rồi, tôi đang ở ngoài đi nữa. Cổ gia liêm. Anh à, tôi đang dùng khăn giấy của anh đó. Hay là anh đem vô cho tôi đi. Ờ. Ôi, sao cô vô toilet nam vậy? Toilet nữ mà. Toilet nam ở bên kia kìa. Thì đó. Bên kia kìa. Đi đi. Nè, sao hỏi chị đã? Chị ở phòng nào vậy? Tôi ở phòng thứ hai. Nè, tôi để xuống rồi đó. Được rồi, ra ngoài đợi đi. Sao hả? Nhiều mẫu như vậy chắc chắn có một mẫu hợp với chị. Có. Tôi còn không ngờ anh chu đáo như vậy, biết mua sô-cô-la. Chuyện cơ bản đó mà. Nhà tôi toàn là phụ nữ không à. Nhà toàn phụ nữ? Phải. Tức là hồi nhỏ tôi đã ở chung với bà nội và chị của tôi. Tôi hiểu phụ nữ rõ lắm luôn đó. Vậy anh có từng nghe một câu nói, cả đời người đàn ông chỉ mong tìm được một người phụ nữ chịu ăn em ký với họ không? Có nghe, sao hả? Còn phụ nữ suốt đời chỉ muốn tìm một người chịu mua băng vệ sinh giùm cổ thôi. Là vậy hay sao?